Xin chào cô chú anh chị, lại tiếp tục trở lại với kênh YouTube máy bơm nước đẩy xa 1000 mét nhé. Hôm nay thì em lại ráp bộ bơm nước động cơ xăng với đầu nổ Kubota GS280 công suất 7,5 cốt xéo tua chậm. Hiện tại thì đối với dòng bơm đẩy xa thì bên em đã ráp hoàn thiện và sẽ tiến hành test sức nước cho cô chú anh chị. Hồ nước đây thì cái hồ này thì nó sâu 5 mét nhé, còn hiện tại nước nó gần như nó bằng mặt đây rồi. Còn độ hút sâu của nó, cái bơm này thì bên em đã nói rất nhiều rồi, nó hút sâu được 10 mét, ống thoải thoải gắn ống 20 mét thì vẫn hút bình thường. Thì bây giờ em xin phép nổ máy để test sức nước của động cơ này, kéo đầu bơm này nhé. Thì cùng chuyển đổi này thì bên em đang áp cái bộ ống ra là ống 35mm, lỗ này 35mm để test cho cô chú anh chị coi sức của sen bơm này nhé. Em mới vừa mới giật máy lên cho cô chú anh chị coi sức nước và động cơ đang chạy ga đăng ti rồi mọi người. Cái này thì em chưa có bắt rong cao su non đấy nên nó bị xì này. Đây như nước cúng đây của chú anh chị. Đấy, ra ống 50 mà mới máy chỉ mới nổ ga đăng ti thôi nha cô chú anh chị. Rất là mạnh luôn. Bên em sẽ lên ga nhé. Tần ga đây thì bên em kéo hết ga nhé. Rất là mạnh. Rất là mạnh nha cô chú anh chị. Máy đang nổ ga đăng ti nha cô chú anh chị. Một bộ bơm đẩy xa rất là tuyệt vời, kết hợp với máy xăng của Nhật bãi rất là tuyệt vời nha cô chú anh chị.
rất là tuyệt vời. Cô chú anh chị có nhu cầu thì liên hệ nhé. Bên em số điện thoại là 0961 599 523, có Zalo. Cảm ơn toàn thể cô chú anh chị đã theo dõi video.